Rồi, ok, em Trí Đồng Việt Nam xin chào mọi người ha. Thì clip ngày hôm nay em sẽ giải đáp thắc mắc của rất là nhiều anh em. Thì thường anh em mà chúng ta mới mua cá đó, anh em hay hỏi em là anh cần chuẩn bị cái thuốc gì để thủ sẵn, để chuẩn bị sẵn cho con cá anh khi mà nó bị thì anh có mà dùng. Đó thì theo em nha, thì nói chung á mỗi người sẽ có một cái cách suy nghĩ riêng. Còn em thì cũng có một cách suy nghĩ riêng của em để em chia sẻ đến mọi chúng ta. Và có thể cái ý kiến của mọi người nó sẽ khác nhau, mỗi người sẽ có một cái ý kiến khác nhau ha. Em thì luôn hướng khách hàng của mình làm sao để chúng ta không phải cực khổ và cũng không phải là để mình hạn chế mình phải tốn nhiều tiền ha mọi người ha. Thì đối với những cái anh em mà ở chúng ta ở thành phố lớn á, thì có nhiều cái cửa hàng bán cá thì chúng ta cũng không cần thiết phải phải mua thuốc chuẩn bị sẵn đâu, tại vì con cá những cái bệnh mà thường gặp á, thì nó không có phải là những cái bệnh mà kiểu mà đột tử, nó bị đai ngay đâu mọi người ha. Cái gì cũng phải từ từ, nó không có phải mà những cái bệnh mà kiểu như đột quỵ này kia mà nó đi liền đâu. Đó cho nên là anh em chúng ta cũng không có phải là quá lo lắng về vấn đề đó. Cái gì nó cũng từ từ. Và nếu mà anh em trong quá trình chúng ta chơi, chúng ta nuôi á, mà nếu mà con cá của mình nó có bị vấn đề gì thì chúng ta cứ quay clip gửi qua Zalo cho em 0922 22 23 23 thì bên em sẽ xem và sẽ tham vấn cho mọi người chúng ta, sẽ đưa ra cái phương án để cho mọi người chúng ta xử lý ha. Sao cho nó phù hợp và nó ok nhất có thể. Tại vì á có những cái thuốc á nó sẽ có cái thời hạn sử dụng. Nếu mà chúng ta mua trước, chúng ta để sẵn như vậy á, đôi khi một vài năm mình nuôi con cá nó không bị bệnh gì hết á, thì đâm ra nó phí tiền đó. Nhưng mà đối với những anh em chúng ta ở vùng sâu vùng xa hay là những cái vùng mà có ít cửa hàng bán cá, chúng ta mua thuốc nó khó thì chúng ta cũng nên, nếu mà chúng ta có điều kiện chúng ta nên trang bị ha. Thứ nhất là cái tetracycline. Tetracycline là thuốc của người, đó là mình ra nhà thuốc tây á, mình cứ mua tetracycline là sẽ nói chung cũng rẻ lắm. Một cái vị thuốc 10 viên nó sẽ tầm là 9-10 ngàn vậy đó. Nó cũng rẻ thôi, một viên chúng ta xài cho được 20 lít. Đó. Còn nguyên một hộp 100 viên thì nó bằng 8 80 90 ngàn vậy đó, tùy theo nơi. Do chỗ nào bán mắc thì chắc là không tới 100 ngàn đâu, nó 90 tầm đó thôi. Đó thì nó cũng rẻ không có bao nhiêu hết. Đó. Thì tùy anh em thôi. Còn đối với trang bị á, thì nếu mà anh em có điều kiện thì chúng ta có thể trang bị một cái chai Bimafit, một cái chai Melafit. Hai cái chai này thì nó hầu như là xử lý được 70-80 những cái bệnh về cá rồng ha, liên quan cá rồng. Và nếu cần thiết nữa thì chúng ta nên có một cái chai khử nước, là cái chai Vrim với lại cái chai khử nước. Hai cái chai này thì em sẽ làm clip chia sẻ về sau, nhưng mà em để hình ở đây cho mọi người chúng ta xem ha. Nếu anh em chúng ta điều kiện thì chúng ta có điều kiện chúng ta trang bị thì trang bị những cái này là cần thiết nè. Đó, chai xử lý nước nè, chai Dream. Rồi là một cái hũ AQUAH. AQUAH là chống sốc nước. Đó là khi con cá chúng ta vận chuyển bị sốc hay là con cá chúng ta thay nước lỡ tay mà thay nhiều quá nó bị sốc nước, thì cái hũ này là cái hũ mà hiện tại theo em biết đó, thì nó là cái hũ mà xử lý sốc nước tốt nhất. Đó, ok nhất, hiệu quả nhất thì đó là cái AQUAH ha mọi người ha. Đó. Thì đó là những cái mà cần thiết để anh em trang bị nếu mà chúng ta có điều kiện. Còn nếu mà chúng ta không có điều kiện thì thôi, chúng ta cứ nuôi bình thường. Có vấn đề gì chúng ta cứ quay clip gửi qua cho em thì em sẽ tư vấn cho mọi chúng ta thực tế trực tiếp lúc đó luôn, cũng không có phải những vấn đề cấp bách đâu. Đó, chỉ có sốc nước là cấp bách thôi, còn ngoài ra những vấn đề kia là mình có thể được xử lý từ từ được. Nè, trang bị thêm một cây sưởi nữa ha, một cây sưởi. Sưởi thì bây giờ nó cũng rẻ nè, 300 là có rồi, ok rồi. Đó, 300 300 mấy là ok rồi, cũng không cần phải sưởi quá xịn đâu. Tại vì á bản chất cây sưởi mình để lâu ngày quá thì nó cũng để thời gian dài quá mà không sử dụng á, trên khô thì nó cũng dễ bị oxy hóa những cái ron á để ngăn nước á. Thì nếu mà mình để lâu quá thì nó cũng không có an toàn. Đó, cho nên là khi nào chúng ta mua, chúng ta cần xài chúng ta hãy mua cũng được ha. Rồi là
Thuốc thì như mấy cái nãy em mới vừa chia sẻ thôi, cũng không cần phải mua nhiều gì đâu. Nếu mà anh em chúng ta thấy mà không có điều kiện thì chúng ta cũng không cần phải mua. Có gì cứ gọi cho em đó, em hỗ trợ cho, không, miễn phí nha, không có tính tiền anh em đâu đó, hỗ trợ tối đa. Dù anh em có mua cá của bên em hay không thì cũng vậy thôi, em vẫn hỗ trợ đàng hoàng, nhiệt tình, chu đáo. Và có ngay cả những trường hợp cấp bách anh em có thể gọi bằng đêm, em vẫn nghe máy nha. Đó, nhưng mà anh em lưu ý là chúng ta chỉ gọi vào những trường hợp mà cấp bách quá, cấp cứu quá thì mới gọi cho em vào ban đêm. Tại vì thật ra là em cũng phải ngủ để ban ngày phục vụ cho mọi người nữa. Còn những trường hợp mà nào mà nó không có quan trọng, mà nó không có gấp đó, thì mọi người chúng ta có thể nhắn tin cho em, hoặc là sáng mai chúng ta hay gọi đó, sau 7-8 giờ chúng ta gọi cho em thì ok. Em rất là cảm ơn mọi người luôn. Đó, còn những cái thuốc mà để trang bị thì cũng không cần thiết lắm đâu đó ha mọi người ha. Đó, còn có rất là nhiều anh em thì mới sắm mới mua em cá thì đâm ra rất là lo lắng, cho nên là cũng hỏi những câu hỏi như thế đó mọi người ha. Nhưng mà thì em cũng như em vừa chia sẻ đó, cũng không có cần thiết phải quá quá như vậy đâu. Còn anh em mà chúng ta như cái muối, anh em nếu mà có thì chúng ta trang bị muối hột nha mọi người nha, không phải là muối iốt nha. Cá rồng chúng ta không sử dụng được muối iốt, chúng ta sử dụng muối hột thôi nha, muối muối hạt á. Đó, chúng ta chuẩn bị 1-2 kg gì đó để sẵn trong nhà, thì khi cần là chúng ta có, chúng ta cho vào rồi vậy thôi, không có gì phải có hết. Rồi anh em là chúng ta cần tìm hiểu vấn đề gì nữa chúng ta cứ comment bên dưới, em sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc cho mọi người ha. Ok, bye bye.